cho anh chị tiếp tục giao xe bọc thạch cho khách tiếp tục nha. Được thạch nha cả nhà. Đó, anh chị em có nhu cầu được thạch la vô gì khác liên hệ. Đấy không? Đi. Nha, đó. Thì bữa nay nhiều khi lu bu quá, nói chung là do lên bò lu bu quá em có thể nè. Lên chút chuyện đó. Đường á không có gì xài được. Mấy ngày nay ở trại của bạn ha. Của em ha. Anh em. Đi qua con, đi. Đó, hiện tại đóng bò tiếp tục nha. Rồi, hẹn anh chị nào có nhu cầu mua bán bò, đổi bò gì hen, cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình, địa chỉ của trại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Tý, tỉnh Bến Tre ha. Số điện thoại của trại 0378 799 707 nha. Đó, bò pháp kem, thịt thịt lớn, đồ lớn cực kỳ nha. Đó. Anh chị cần phải lo nào có thể lo nãy nha. Rồi. Chuẩn bị lên đường. Rồi. Hello cô chú anh chị, hello cả nhà. Bữa nay ngày ngày 4 tây phải không ta? 4 tây tháng 7 hàng trại bò Phong Trị 2. Xin kính chào cô chú anh chị nha. Đó thì bữa nay đóng bò ở chuồng của thằng em. Thằng chuồng em quay hang bò cho cô chú anh chị mình luôn ha. Trước khi xem cho em một like đăng ký nha. Có động lực làm video nhiều tí cô chú anh chị mình nha. Đó, hai con bò được kem. Hai con được kem giá cực kỳ hơn nha. Dạ. Hai được kem này bán báo giá công khai cho cô chú anh chị mình luôn ha, bán giá công khai cho cô chú anh chị mình là 28 triệu ha. Dạ. 28 triệu cô chú anh chị ha. Con này thì chiều cao nó được chắc chiều cao nó 1 mét cô chú anh chị, còn con kia chắc 9 tấc lẻ nha, 9 tấc ạ. Đó thì anh chị nào có nhu cầu mua bò cứ liên hệ số điện thoại để trên màn hình nha, địa chỉ của trại là xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Tý, tỉnh Bến Tre ha. Số điện thoại 0378 709 707 nha. Zalo của trại luôn nha cả nhà. Đó thì nó đáng hai bò được ít tiền của chú chị, hai con mà chỉ có giá tiền đó thôi, quá thương. Đó thì anh chị nào có được thì alo cho em hen. Hiện tại thì ngày mai em có chuyến đi Đồng Tháp, An Giang hen, Tiền Giang. Thì anh chị nào có nhu cầu mua cái gì tiền rồi dùng con em sẽ ghép xe cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, hai bò giá cực kỳ cực kỳ thương, thì anh chị nào có nhu cầu mua liên hệ hen. Đó, em sẽ quay cụ thể từ con cho các mình xem hen. Đó, đầu cổ nè, xoay đầu ha, xoay lưng ha, mặt mày chân cẳng là xương sóc to, móng ngu đẹp hết cô chú chị mình ha. Đó, chân cẳng nè, móng nè, súng đạn nè ha. Đó, hai con bò này là F1 hết nha cô chú chị ha. Con này thì xương nó hơi mỏng hơn cái con bên đây tí ha. Đó, nhà con bên đây nè, đó, đầu cổ nè, chân cẳng nè, xương sóc nè, ha, chân cẳng móng nè, đó, lưng cả nhà. Thì nó đáng tiền bằng nào có nấy nha cô chú anh chị. Ha, thì giá tiền này thì cô chú anh chị biết. Nói chung là bò đực là hết giá cạnh tranh là cô chú anh chị. Hai con chỉ có 20 mấy triệu thôi. Đó, đó, xoay đầu nè, mặt mày nè, chân cẳng nè. Nói chung mua bò bên trại thì em bao cho cô chú anh chị bò không tật lỗi ha. Bò không ú dộ luôn thằng luộc, ấp xe xuống luôn luộc gì hết nha. Cô chú anh chị cứ an tâm, về mà cứ nuôi hen, giao đến cho cô anh chị. Ví dụ như mà thấy mà có tỳ vết cô chú anh chị, có những tật lỗi đó cô chú anh chị có quyền không nhận, thì trả là bò ha. Đó. Đó. Thì anh chị em gần xa nào có nhu cầu mua cứ liên hệ nha. Đó. Khói. Khói quá. Thì giá cả em cũng cập nhật cho cô chú chị rồi. Đối với những bò này đã có chích người viêm da nổi cục, cô chú chị mình an tâm về mình nuôi thôi. Đó, hai bò giá rất yêu thương, chừng sáng xương sóc rất là to cả nhà. Đó, đầu cổ cũng rất là đẹp nha. Đó,
Đây. Cái đường ở trong trại chưa có mở được, thành ra em mượn chuồng của con em đóng bò. Gom cặp bò được về đây em quay cho cô chú nhìn mình theo dõi luôn ha. Xem ha, mấy ngày này lu bu quá với cái đường vậy bò không có gì nhà được, thành là mấy ngày này em hơi vắng thành em ít quay cô chú nhìn. Đó. Lưng em xương sống thì to. Rồi hen thì clip cũng dài là clip cũng dài cô chú anh chị mình nha. Thì trả trước khi cô chú anh chị mình xem thì có ưng ý alo cho trại hen. Thì cuối clip thì trại cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ trại rất nhiều. Trại cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị clip ngày mai tiếp tục nha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình. Đây hai con bò đây. Khá là đẹp. Toàn diện hai con luôn.